Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Mai sẽ có một cái điều rất là đặc biệt muốn chia sẻ cùng tất cả các bạn. Và mọi người thấy không, trên tay Mai đang cầm một set son Em Mua Ai của chị Hồ Ngọc Hà. Set son này là bản limited, bản đặc biệt. Bản này được gọi là bản Golden Woman, dòng sản phẩm chỉ có trong sản xuất một lần duy nhất trong dịp Tết này. Và bây giờ thì Mai sẽ cùng chia sẻ với mọi người về từng màu son của Em Golden này nhé. Và Mai nhận được rất là nhiều các câu hỏi trái chiều về cái dòng sản phẩm của Em Mua Ai. Như gần đây thì mọi người thấy rằng là Em Mua Ai đang là một sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất trong tất cả các dòng mỹ phẩm hiện nay. Và rất là nhiều những câu hỏi của mọi người dành cho Mai Phan rằng là Mai Phan ơi, với một cương vị làm chuyên gia make up thì chị đánh giá như thế nào về cái dòng sản phẩm lớp Em Mua Ai? Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với cả Mai Phan test từng màu một để xem là chất lượng về cái sản phẩm của Em Mua Ai sẽ như thế nào nhá. Đầu tiên thì chúng mình sẽ đến với phần vỏ hộp của cây son. Nhìn thôi là đã thấy rất là đẹp rồi. Và trên vỏ của cây son thì sẽ có màu trắng kết hợp với màu vàng gold, in chữ lớp MOI. Và trên từng thân vỏ của mỗi cây son thì sẽ được in cả tên của từng cây son ở trên này. Đó. Và set Golden Woman thì sẽ có 5 cây và 5 màu khác nhau như thế này. Và Mai sẽ test từ màu nhạt nhất cho đến màu đậm nhất nhé. Đầu tiên thì Mai sẽ test màu số 02 có tên là Sweet Dream. Và màu này như thế nào thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu xem lên môi của Mai Phan ra làm sao và chất lượng như thế nào nhá. Sẽ không tô son dưỡng nhá, để kiểm tra xem chất lượng của cái em son Em Mua Ai sẽ như thế nào, có đủ dưỡng để làm cho bờ môi của mình không bị hằn lên nếp nhăn và không bị khô như thế này nữa nhá. Và mình đã tô xong em lớp Em Mua Ai limited này lên môi của mình. Quả thật là chất son như lời đồn mọi người ạ, rất là mịn, rất là mướt và nó không có để lộ rãnh môi khi mà mình tô lên môi của mình trên một cái bờ môi khô như vậy, nhưng vẫn không hề bị lộ rãnh môi một chút nào, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với màu tiếp theo nhé. Màu này là màu cam da và có tên là Turn In Love. Có vẻ rất là tây, rất là tây, đúng không ạ? Và chất son thì nó vẫn mướt, mịn và nhẹ môi. Với những cái màu son mà nút như thế này thì chúng mình nên tô trường ra ngoài viền môi một chút để cho khuôn miệng của mình trở nên sexy và tươi hơn nhé. Chất son của MOI đúng là không thể nào mà không cho nó những cái đánh giá cao được, đúng không ạ? Khi mà môi của Mai khô như thế nhưng mà khi mà tô lên này, mọi người thấy không? Không hề có dưỡng môi nhưng mà môi của Mai vẫn rất là mịn, rất là mượt khi tô MOI lên. Tiếp theo thì sẽ là màu số 5. Màu số 5 có tên là Beauty Layer và màu này là một màu cam đất. Chúng ta sẽ cùng xem là màu cam đất sẽ lên tông màu như thế nào nhé. Mọi người thấy sao ạ? Môi mình mịn hơn đúng không? Và không bị khô đúng không ạ? Tô tiếp phun viền môi nhé. Tô phun hết viền môi như thế này. Dù là thể hiện một cái phong cách cá tính hay là một phong cách dịu dàng hay là phong cách lady thì cái màu này vẫn cứ là một cái màu mà ăn điểm rất là nhiều, đúng không các bạn? Ba màu vừa rồi thì mọi người thích màu gì ạ? Mọi người hãy comment ở dưới video nhé. Và bây giờ thì Mai sẽ tiếp tục đến màu số 7. Màu số 7 này là màu Crazy In Love. Đây là mình tô nhẹ ở trong lòng môi, sau đấy mình bậm lai nhé. Và bây giờ thì mình sẽ thử tô phun viền môi xem là cái màu đỏ hồng này khi mà lên phun viền môi sẽ như thế nào. Của set 5 cây son Golden Woman lớp Em Mua Ai Limited nhé. Màu này được gọi là màu số 09 có tên là Burn On Fire đỏ cam. Và màu đỏ cam chắc hẳn là màu đã rất là quen thuộc với chúng ta rồi, mà trong bất kỳ một túi sách của bạn gái nào hay trên bàn trang điểm của bạn nào cũng đều có một màu đỏ cam hay là đỏ thuần ở trong túi sách của mình, đúng không ạ? Và bây giờ thì mình sẽ cùng xem là màu
phù hợp để cho mình có được những cái tông make up vô cùng ấm áp trong cái thời tiết lạnh giá như này. Đúc kết lại thì mình cảm thấy rất là yên tâm khi mình sử dụng son của MOI. Đầu tiên sẽ là chất lượng của sản phẩm, thứ hai là mẫu mã quá đẹp, và thứ ba là giá thành thì lại vô cùng hợp lý. Nếu như các bạn cũng đã dùng son MOI rồi thì các bạn hãy thử chia sẻ cảm nhận của các bạn để xem là các bạn và Mai Phan có cùng chung sở thích và cùng chung ý nghĩ với nhau về sản phẩm của MOI không nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Mai Phan. Và các bạn ơi, các bạn yêu mến Mai Phan thì hãy like và subscribe kênh của Mai Phan với các bạn tip nhé, để Mai thường xuyên có những cái video mới chia sẻ cùng tất cả các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.